Thanh Tuyền xin giới thiệu cùng với tất cả quý vị chỉ có chiếc ghế Lusaco và đặc biệt là một phát minh của người Việt chúng ta. Đây là chiếc ghế duy nhất được sản xuất tại Hoa Kỳ và đã được sử dụng trong hầu hết các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Quý vị có thấy hãnh diện không? Tại sao chúng ta không ủng hộ? Ta về ta tắm áo ta, đúng không quý vị? Công nhận rằng đây là một cái phát minh của người Việt Nam mình hoàn toàn ở Hoa Kỳ, mà phải thật là hãnh diện. Thế vì mình phải tốn tiền mình đi để đóng bóp hay là mình tìm bác sĩ để mà trị liệu vật lý? Có Lusaco i7 là quý vị có ngay một ông bác sĩ trong nhà luôn, một người đấm bóp và một ông bác sĩ trị liệu vật lý ngay tại nhà mình. Toàn văn bài diễn văn của Tổng thống Thái Anh Văn tại đại lễ chào mừng Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc lần thứ 110. Kính thưa Chủ tịch đại lễ, Viện trưởng Viện lập pháp Yutikon, các vị quý khách, tất cả các bạn hữu, toàn thể đồng bào đang theo dõi chương trình truyền hình và chương trình livestream trên mạng. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc lần thứ 110. Hàng năm cứ đến ngày này, chúng ta lại hội tụ tại đây chúc mừng sinh nhật quốc gia. Chúng ta hãy cùng tri ân những vị tiền bối thuộc các thời đại lịch sử trên mảnh đất này bằng tấm lòng đầy thành kính. Mọi thế hệ đều đã hy sinh và cống hiến cho mảnh đất quê hương tươi đẹp này. Những người cùng sống trên mảnh đất Đài Loan hôm nay đã trở thành một khối cộng đồng chung. Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, thử thách. Bắt đầu từ tháng 5 năm nay, Đài Loan đã phải đương đầu với thử thách cam go nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát cho tới nay. Có hơn 800 người dân Đài Loan đã không may mắn qua đời vì nhiễm COVID-19. Họ chính là người thân, là bạn của chúng ta, là thành viên của khối cộng đồng chung Đài Loan. Mở đầu bài diễn thuyết hôm nay, tôi xin gửi lời tới thân nhân của tất cả các vị sự chia sẻ chân thành nhất. Trong trận đại dịch này, chúng ta một lần nữa đã nhìn thấy tinh thần tự giác và tố chất của người dân Đài Loan. Bất kể thời tiết nóng nực tới mức nào, mọi người đều không quên đeo khẩu trang. Bất kể đi tới đâu, mọi người đều tự động quét mã QR code và giữ khoảng cách an toàn. Khi nhận được vaccine, mọi người đều tuân thủ sự sắp xếp của chính phủ, đi tiêm chủng theo đúng thứ tự. Tôi xin cảm ơn nỗ lực của mọi người. Chính phủ tuyệt đối cũng sẽ không coi sự phối hợp của người dân là lẽ đương nhiên. Tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn quỹ Yonglin của tập đoàn Foxconn, hãng điện tử TSMC, quỹ Từ Tế và các tổ chức dân sự khác đã bắt tay hợp tác với chính phủ. Một lần nữa, xin cảm ơn sự vất vả của đội ngũ nhân viên y tế và toàn thể người dân Đài Loan. Trong thời khắc gian nan này, sự đoàn kết của tất cả mọi người đã bảo vệ quốc gia, tố chất dân chủ của tất cả mọi người đã giúp bảo vệ quê hương thân yêu của chúng ta. Ngoài sự tự lực, Đài Loan còn nhận được sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó gồm có Nhật Bản, Mỹ, Litva, Slovakia, Cộng hòa Séc, Ba Lan, v.v. đã giang tay giúp đỡ trong lúc dịch bệnh toàn cầu đang căng thẳng và tình hình cung ứng vaccine thiếu ổn định. Hôm nay, ngoài nước Cộng hòa Litva chuẩn bị thiết lập văn phòng đại diện tại Đài Loan, còn có đại biểu của nhiều quốc gia khác cũng tới dự buổi đại lễ, thể hiện tinh thần đại liên minh dân chủ, kết bạn khắp năm châu. Tôi muốn nhân dịp này xin mời tất cả các khách mời tại hiện trường hãy dùng một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón đại biểu của quốc gia, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc của chúng ta. Đài Loan có một truyền thống tốt đẹp, đó là chúng ta luôn ghi nhớ lòng tốt của người khác đối với chúng ta. Năm ngoái, Đài Loan gửi tặng khẩu trang cho các nước bạn bè, thể hiện tinh thần Taiwan can help, Đài Loan sẵn sàng giúp đỡ. Năm nay, các nước bạn quyên tặng vaccine cho Đài Loan, đó là vaccine tình bạn, cũng chính là vòng tròn tuần hoàn thiện lương. Tại đây, tôi xin hứa với cộng đồng quốc tế rằng Đài Loan nhất định sẽ đóng góp cống hiến cho cộng đồng quốc tế để vòng tròn tuần hoàn thiện lương sẽ tiếp tục được lan tỏa. Trong vòng một năm trở lại đây, dịch bệnh mặc dù gây tác động tới nhu cầu tiêu dùng trong nước, nhưng không ảnh hưởng tới khả năng tăng trưởng của Đài Loan. Tình trạng khan hiếm chip bán dẫn toàn cầu càng làm nổi bật tầm quan trọng của Đài Loan trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, tình hình biến động ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng khiến vị thế mấu chốt của Đài Loan trong khu vực một lần nữa được quan tâm chú ý.
mối quan hệ Đài Loan-Nhật Bản tiếp tục được sâu sắc hóa, quan hệ giữa Đài Loan và khối Liên Âu cũng ngày càng mật thiết hơn. Đài Loan và Mỹ cũng khôi phục đàm phán về Hiệp định TIFA, Hiệp định Khung về Đầu tư Thương mại Đại Mỹ. Đài Loan cũng đã gửi hồ sơ xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Tại các nơi như Washington, Tokyo, Canberra hay Brussels, các vấn đề của Đài Loan không còn bị gạt sang bên lề. Ngày càng có nhiều nước bạn dân chủ sẵn sàng đứng ra ủng hộ Đài Loan. Đài Loan tin tưởng vào năng lực của bản thân, cũng tin tưởng có thể bắt tay với các đối tác có lý tưởng tương đồng để đóng góp cống hiến cho cộng đồng quốc tế. Hình tượng quốc tế của Đài Loan không còn là đứa con mồ côi của châu Á, mà Đài Loan của ngày hôm nay đã trở thành hòn đảo dũng cảm, kiên cường, đương đầu trước thách thức. Tuy nhiên, tình hình Đài Loan càng tốt hơn thì sức ép phải chịu từ phía Trung Quốc sẽ càng lớn hơn. Vì vậy, tôi xin nhắc nhở toàn thể đồng bào, chúng ta không được phép lơ là. Vào thời điểm này, chính trị quốc tế đang có sự biến động mạnh mẽ, chủ nghĩa chuyên quyền ngày càng khuếch trương hơn, khiến các quốc gia ủng hộ giá trị tự do dân chủ trên toàn thế giới đều có sự đề phòng cảnh giác. Trong khi đó, Đài Loan đang nằm ở tuyến đầu của mặt trận dân chủ. Cũng vì vậy, trong lúc tình hình quốc tế đang biến đổi, Trung Hoa Dân Quốc vào thời điểm này cũng đang rơi vào tình thế phức tạp và nhiều biến động nhất trong vòng 72 năm qua. Mỗi một bước đi của Đài Loan chắc chắn sẽ tác động đến hướng đi tương lai của thế giới, và hướng đi tương lai của thế giới cũng sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của Đài Loan. Tình hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng hơn. Nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng thực hiện kiểm soát toàn diện đối với Hồng Kông, chấn áp các nhân sĩ dân chủ, cũng điều chỉnh phương hướng phát triển kinh tế và chính trị được thực hiện kể từ khi Trung Quốc cải cách mở cửa. Bên cạnh đó, trật tự khu vực Nam Hải, Biển Đông và Đông Hải, Biển Hoa Đông cũng như trong khu vực đang phải gặp thách thức. Tại vùng trời phía Tây Nam Đài Loan, hoạt động quấy nhiễu thường xuyên của máy bay quân sự Trung Quốc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và an ninh hàng không của Đài Loan. Các quốc gia dân chủ đang nỗ lực tăng cường nền tảng hợp tác với nhau trong mọi lĩnh vực để ứng phó với tình hình biến đổi của khu vực và toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh của khối G7, khối NATO, Liên minh châu Âu và đối thoại an ninh bốn bên giữa Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc ngẫu nhiên đều quan ngại tới hòa bình và an ninh của vùng eo biển Đài Loan, đồng thời cũng quan tâm đến hiện trạng hòa bình ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương liệu có bị Trung Quốc đơn phương phá vỡ hay không. Nhân đây, tôi cũng xin nhắc lại, Đài Loan sẵn sàng cống hiến sức lực cho hòa bình và phát triển của khu vực. Về lập trường mối quan hệ hai bờ eo biển, thiện chí của Đài Loan không hề thay đổi. Lời hứa cũng không thay đổi. Chủ trương của Đài Loan là giữ nguyên hiện trạng. Chúng ta cũng sẽ dốc sức để ngăn chặn việc thay đổi hiện trạng một cách đơn phương. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng hai bờ eo biển muốn giải quyết bất đồng, bắt buộc phải thông qua đối thoại bình đẳng. Chúng ta kỳ vọng mối quan hệ hai bờ eo biển sẽ lắng dịu, Đài Loan sẽ không mạo hiểm, nhưng tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng nhân dân Đài Loan sẽ khuất phục bởi sức ép. Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh quốc phòng, thể hiện quyết tâm tự vệ để bảo đảm không ai có thể ép buộc chúng ta đi theo con đường mà Trung Quốc đã đặt ra. Bởi vì con đường mà Trung Quốc đã đặt sẵn không có lẽ sống tự do dân chủ của Đài Loan, cũng không có chủ quyền của 23 triệu dân Đài Loan trên đó. Trung Hoa Dân Quốc đã kinh qua 72 năm kể từ khi đặt chân tại Đài Loan vào năm 1949 cho đến nay. Đài Loan trong vòng 72 năm qua, kinh tế từ khi nghèo khó tới sung túc, chính trị từ chuyên chế đến dân chủ, xã hội từ đơn nhất đến đa dạng hóa, mỗi bước đi đều tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới mẻ cho Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan của ngày hôm nay. Diện mạo một Đài Loan được thế giới khen ngợi như ngày hôm nay là thành quả nỗ lực chung của những lớp người Đài Loan qua nhiều thời đại. Công lao không chỉ thuộc riêng về một nhóm người nào, cũng không có bất cứ nhóm cộng đồng nào có thể khoanh tay đứng nhìn.
trong chiến dịch pháo kích Kim Môn bùng phát vào ngày 23 tháng 8 năm 1958, những chiến sĩ của lực lượng quân đội quốc gia đã anh dũng chiến đấu, không phân biệt xuất thân quê quán. Những nhân tài ngành bán dẫn, ngọn núi thiêng liêng bảo vệ đất nước cũng không phân biệt đảng phái. Những nhân vật kiệt xuất như nhà đấu tranh dân chủ Trịnh Nam Dung là người gốc ngoại tỉnh, người có gốc gác thuộc các tỉnh khác của Trung Quốc, ngoài các cộng đồng dân tộc chủ yếu của Đài Loan như người Mân Nam đến từ Phúc Kiến, người Khách Gia đến từ khu vực Quảng Đông, v.v. Người mẫu Larisa Angela Bakurova, nguyên là người Ukraine. Nữ diễn viên Ôn Trinh Lăng, mẹ là người Philippines, cha là con lai có hai dòng máu Khách Gia và Nhật Bản. Và vận động viên bóng chày chuyên nghiệp mới rời xa chúng ta trong thời gian gần đây, Vương Quang Huy, thì là người dân tộc nguyên trú Ami. Quốc kỳ biến mất khiến chúng ta tức giận. Đài Loan bị chèn ép khiến chúng ta phẫn nộ. Đó là tình cảm cùng chia sẻ vui buồn của chúng ta. Trên đất nước rất giàu lòng bao dung này, bất kể là người đến trước hay sau, không ai là người có tội tổ tông. Cũng không ai vì có xuất thân khác biệt mà bị gạt ra khỏi cộng đồng chung Đài Loan. Chỉ cần tôn trọng và thừa nhận mảnh đất này, thì Đài Loan sẵn sàng dang rộng cánh tay chào đón tất cả mọi người, đoàn kết tất cả mọi người lại với nhau. Chặng đường phát triển 72 năm qua đã tạo ra sự thay đổi rất lớn cho diện mạo quốc gia của Đài Loan. Nhưng bên cạnh sự thay đổi, Đài Loan cũng có điều kiên định không thay đổi, đó chính là đảm bảo chủ quyền, bảo vệ lãnh thổ. Chính niềm tin này đã giúp cho Đài Loan đứng vững không lay động, là điều mấu chốt tạo sự đơm hoa kết trái cho nền dân chủ. Đó cũng là nền tảng để quân đội quốc gia chiến đấu bảo vệ đất nước trong 72 năm nay, là sự kiên định của nhiều thế hệ người Đài Loan. Sự kiên định này, từ trước đến nay, luôn luôn không chỉ là sự kiên định của riêng một đảng phái nào. Hôm nay, Chủ tịch Đảng Quốc dân Chu Lập Luân, Chủ tịch Đảng Dân chúng Kha Văn Triết, Chủ tịch Đảng Sức mạnh Thời đại Trần Thục Hoa đều có mặt tại buổi lễ. Sự có mặt của các vị nêu trên chính là phong cách tươi đẹp của nền dân chủ Đài Loan. Giữa các chính đảng chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh, nhưng nếu là vấn đề có liên quan đến sự tôn nghiêm quốc gia và tương lai của người dân, vì người Đài Loan qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau, mọi người sẽ đoàn kết nhau lại, giữ vững chủ quyền, bảo vệ lẽ sống tự do dân chủ. Vì vậy, chúng ta phải hứa với nhau rằng mãi mãi kiên định chế độ tự do dân chủ, kiên định Trung Hoa Dân Quốc không thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, kiên định không cho phép chủ quyền bị xâm phạm, kiên định tương lai của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan, phải tuân thủ ý chí của toàn thể nhân dân Đài Loan. Bốn điều kiên định này là giới hạn cuối cùng mà người dân Đài Loan trao cho chúng tôi và cũng là ước số chung lớn nhất của chúng ta. Dựa trên ước số chung này, chúng ta có trách nhiệm tích lũy thêm nhiều sự đồng thuận, cùng đoàn kết để đối mặt với những thách thức trong tương lai. Trên vai chúng ta có một trách nhiệm chung, đó là đảm bảo cho các thế hệ mai sau tiếp tục vươn tới tự do. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2016, tôi đã cố gắng thúc đẩy đa dạng hóa thương mại, đổi mới ngành nghề, chuyển đổi mô hình năng lượng, bồi dưỡng và chiêu mộ nhân tài, để người dân thấy được những chuyển biến tích cực trong cơ cấu kinh tế của Đài Loan. Những năm gần đây, trước sự thay đổi của tình hình kinh tế toàn cầu, chúng ta đã hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp Đài Loan tại hải ngoại quay về nước đầu tư, đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi mô hình ngành nghề. Nhờ vậy đã nhanh chóng xoay chuyển những vấn đề tồn tại suốt 30 năm qua, gồm kinh tế tăng trưởng chậm, chảy máu chất xám và thất thoát nhân tài do phụ thuộc vào thị trường đơn nhất trong 30 năm qua. Biểu hiện kinh tế của Đài Loan ngày hôm nay đã cho thấy Đài Loan không những đã quay trở lại vị trí đứng đầu bốn con rồng nhỏ châu Á mà còn thu hút sự chú ý của toàn thế giới và chứng minh rằng Đài Loan có năng lực tạo ra mô hình phát triển kinh tế bền bỉ và tự do dân chủ. Chúng ta đã tạo ra một nền kinh tế mới, không còn phụ thuộc vào một thị trường đơn nhất. Đây chính là mấu chốt giúp kinh tế Đài Loan đứng vững và đóng vai trò quan trọng trên quốc tế. Kính thưa đồng bào toàn quốc, cánh cửa của thế giới đã mở ra cho chúng ta. Chúng ta phải kiên trì bước đi về phía trước để kinh tế Đài Loan tiếp tục phát triển vững mạnh trong 30 năm kế tiếp. Ngoài chuyển đổi mô hình kinh tế, chúng ta còn vượt qua biết bao rào cản để xúc tiến nhiều cải cách mới. An sinh xã hội được mở rộng hơn, có thêm nhiều đột phá về ngoại giao, sự cải cách về quốc phòng cũng đang được triển khai thực hiện. Rất nhiều thành quả, nỗ lực của chúng ta trong những năm qua đã dần dần được thể hiện cho người dân trong nước và thế giới nhìn thấy. Có rất nhiều người hỏi tôi, tiếp theo,
chúng ta sẽ còn phải làm gì cho Đài Loan? Câu trả lời của tôi rất đơn giản. Ngoài dám cải cách đổi mới và tăng cường sức mạnh quốc gia, chúng ta phải tạo dựng một nền tảng lâu dài, vững chắc để phát triển tương lai cho đất nước, giúp Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan có đầy đủ thực lực, một xã hội ổn định để đón đầu những biến đổi và thử thách trong giai đoạn tiếp theo. Chúng ta cần phải đối mặt với những vấn đề khúc mắc, những bất đồng đã tồn tại trong xã hội bấy lâu nhưng khó tìm tiếng nói chung, tìm ra giải pháp mà đại phần đông đều có thể chấp nhận được, từ đó hóa giải những tranh chấp đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Như vậy, Đài Loan mới có thể tiếp bước tiến về phía trước không còn phải lo lắng. Chúng ta phải đáp ứng nhu cầu phát triển của quốc gia, kiềm thảo và điều chỉnh thích đáng với những vấn đề quan trọng trong quản lý nhà nước như thể chế và tổ chức chính phủ, thể chế địa phương, quy hoạch lãnh thổ quốc gia và phát triển khu vực để công tác quản lý nhà nước đạt được hiệu quả cao nhất, có thể phản ánh được dân ý ở mức độ tốt nhất. Trong đó, cải cách thể chế chính là một trong những việc nhất định phải đối mặt. Ủy ban sửa đổi hiến pháp tại Viện Lập pháp đã được thành lập. Việc sửa đổi hiến pháp lần này là dựa trên cơ sở hiến pháp của Trung Hoa Dân Quốc và với tiền đề bảo vệ thể chế hiến chính tự do dân chủ. Tôi hiểu rằng việc sửa đổi hiến pháp sẽ là rất khó khăn. Tôi muốn kêu gọi các đảng phái rằng vấn đề sửa đổi hiến pháp có liên quan đến việc điều hành quốc gia. Bất kể đảng cầm quyền hay đảng đối lập đều nên buông bỏ thành kiến và tiến hành thảo luận vấn đề hiến chính một cách nghiêm túc, tìm ra sự đồng thuận lớn nhất. Công việc thúc đẩy chuyển đổi công lý cũng đang thách thức trí tuệ và dũng khí của thế hệ chúng ta, làm thế nào để xoa dịu những vết thương và những đánh giá sai lầm mà lịch sử để lại. Ngoài ra, chính sách năng lượng của quốc gia cũng nên theo định hướng ra sao cũng là vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Không một quốc gia nào có thể tiếp tục tích lũy khả năng tăng trưởng kinh tế với chính sách năng lượng bất ổn. Chúng ta đã đồng bộ với trào lưu quốc tế tuyên bố mục tiêu không phát thải carbon vào năm 2050. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải bắt tay với nhóm ngành để vạch ra bản đồ cụ thể nhằm nắm bắt xu thế và đánh giá nguy cơ kịp thời, xây dựng hệ thống cung ứng điện linh hoạt hơn và có năng lực phản ứng nhanh hơn. Việc này không chỉ có liên quan đến sức cạnh tranh mà còn gắn liền với sự phát triển bền vững của môi trường. Bắt tay vào giải quyết các vấn đề quan trọng này mới có thể tạo dựng nền tảng lâu dài vững chắc, để lại một quốc gia tươi đẹp hơn cho thế hệ sau. Tuy vậy, trước đây, khi những đề tài công cộng này được mang ra thảo luận, vốn lại rất dễ bị chuyển biến thành những tranh luận có tính ý thức hệ do lập trường chính đảng bất đồng hoặc do khác biệt trong nhận thức chính trị. Những tranh chấp này không giúp ích gì cho sự phát triển của quốc gia mà chỉ khiến chúng ta phải dậm chân tại chỗ. Vì vậy, trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, tôi hy vọng có thể thu hút nguồn lực xã hội, cũng tìm ra con đường giải quyết những vấn đề nêu trên, để xã hội và các cơ quan chính trị cũng cùng bắt tay hợp tác, cùng tìm ra ước số chung lớn nhất giữa những ý kiến bất đồng và lần lượt hóa giải những vấn đề nan giải, xây dựng cơ sở vững chắc cho định hướng và phát triển chung của quốc gia. Năm 2021 là một năm đầy thử thách và cũng là năm đầy cảm động. Tại Olympic Tokyo vừa qua, các tuyển thủ Đài Loan đã đạt thành tích cao chưa từng có. Vào ngày sinh nhật của quốc gia, một lần nữa tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các vận động viên và đội ngũ hậu cần. Cảm ơn các bạn đã giúp thế giới nhìn thấy Đài Loan. Trong quá trình thi đấu Olympics, lại một lần nữa người dân Đài Loan đã thể hiện ý thức khối cộng đồng chung. Tôi biết có người tự cho rằng cứ mỗi lần mình xem thi đấu thì tuyển thủ Đài Loan lại bị thua, vì thế không dám xem, chỉ lặng lẽ cổ vũ trong lòng. Tôi cũng biết có người thì khi xem thi đấu bắn cung, căng thẳng đến mức nhịp tim đập còn nhanh hơn cả tuyển thủ. Đó chính là khối cộng đồng chung, là một sợi dây vô hình đã nối tất cả chúng ta lại với nhau, hỉ nộ ái ố, vui buồn cả nhau. Trong trận thi đấu cầu lông đôi nam giải huy chương vàng, khi trên màn hình xuất hiện chữ IN, tôi tin rằng có không ít người đã reo hò theo và thậm chí còn rơi lệ. Chúng ta đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi. Những điều tốt đẹp của Đài Loan, sự tự tin của Đài Loan, sự dũng cảm của Đài Loan vẫn luôn mong đợi được thế giới khẳng định và nhìn thấy. Mùa hè năm nay, chúng ta đã làm được điều đó. Những ngày qua, mỗi khi máy bay diễn tập cho đại lễ quốc khánh bay lượn trên bầu trời Đài Bắc, rất nhiều người đi đường đã dừng lại để ngẩng đầu ngắm nhìn. Họ đang ngắm lực lượng không quân bảo vệ quốc gia. Không chỉ có lực lượng không quân, vì vào dịp quốc khánh, trên đường phố Đài Bắc còn xuất hiện rất nhiều lực lượng diễn tập để chuẩn bị cho buổi đại lễ. Lực lượng công binh, binh chủng hóa học,
đội xe mô tô phản ứng nhanh và của hiến binh và rất nhiều loại xe quân sự thường ngày hiếm có dịp được thấy trên đường phố đã xuất hiện trên con đường Nam Trùng Khánh ở ngay trước mặt chúng ta bây giờ, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Mọi người ai nấy đều bận chụp ảnh, có lẽ không biết rõ đây là lực lượng bộ đội nào, có lẽ cũng không biết tên gọi của các trang thiết bị, nhưng có một cảm giác rất an tâm. Đây chính là quân đội quốc gia của chúng ta. Quân đội của chúng ta sẽ bảo vệ quê hương của chúng ta. Khi có thiên tai, tai họa thì họ sẽ đến ứng cứu. Khi chủ quyền lãnh thổ và tự do bị đe dọa thì họ sẽ dùng sinh mạng của mình để bảo vệ nước nhà. Một trong những hình ảnh gây xúc động nhất của Đài Loan trong năm 2021 chính là vào lúc những vị anh hùng trở về từ Olympic Tokyo, lực lượng không quân đã huy động máy bay tiêm kích Mirage 2000 bay lượn trên không trung để nghênh đón họ. Anh hùng lực lượng quân đội quốc gia và anh hùng Olympic Tokyo đều là những anh hùng của quốc gia. Tôi hy vọng toàn thể đồng bào Đài Loan hãy tin tưởng vào sự tốt đẹp của Đài Loan, tin tưởng vào tầm quan trọng của Đài Loan, tin tưởng rằng khối cộng đồng chung của 23 triệu dân Đài Loan sẽ tỏa sáng và kiêu hãnh trên thế giới. Hãy để chúng ta tiến bước lên phía trước với niềm vinh quang và sự tự tin, làm chủ bản thân, hạnh phúc vì được là công dân thế giới, để Đài Loan trở thành một Đài Loan của thế giới. Chúc mừng Trung Hoa Dân Quốc sinh nhật vui vẻ. Cũng xin chúc mừng tất cả các đồng bào Đài Loan mạnh khỏe, bình an và thuận lợi. Xin cảm ơn tất cả mọi người.